và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung lý do Trấn Thành chọn Phương Anh Đào đóng chính phim chiếu Tết 2024. Mai, phim điện ảnh của Trấn Thành vừa ấn định ngày khởi chiếu. Mai là dự án từng được Trấn Thành ấp ủ trước Nhà Bà Nữ. Phim vừa ấn định ngày ra rạp là 10 tháng 2 năm 2024, tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2024. Trailer và poster cũng được công bố, hé lộ sự xuất hiện của Phương Anh Đào, người được đạo diễn Trấn Thành chọn mặt gửi vàng để đảm nhận vai nữ chính. Thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, Mai xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ cùng tên với bộ phim. Trong poster, Phương Anh Đào tạo ấn tượng với cái nhìn tĩnh lặng, đặc biệt trên bờ môi nữ diễn viên là hình ảnh cô đang nằm nghiêng trên mặt nước, được phủ bộ màn sương mờ ảo, gây tò mò với lời tựa, quá khứ chưa ngủ yên, ngày mai liệu sẽ đến. Trong trailer của Mai, hé lộ những thước phim tình cảm lãng mạn giữa Mai, Phương Anh Đào và Dương, Tuấn Trần. Dương tâm sự về Mai, cô gái khiến mình rơi vào lưới tình. Em làm cho anh thay đổi nhiều lắm, biết lắng nghe hơn, biết để ý cảm xúc của người khác hơn, thực sự muốn quan tâm một ai đó. Đáp lại lời tỏ tình ngọt ngào của Dương, câu trả lời có phần lấp lửng của Mai đủ khiến khán giả suy ngẫm. Đừng yêu tôi, quá khứ của tôi tệ lắm. Từ 3 năm trước, ngay sau khi hoàn thành Bố Già, Trấn Thành đã bắt tay vào chuẩn bị cho dự án Mai. Bộ phim được đầu tư về bối cảnh, thiết bị, kỹ thuật ghi hình, thời gian quay cho đến kịch bản cùng dàn diễn viên chất lượng. Trấn Thành không giấu được sự hào hứng và tự hào về dự án Mai, khẳng định đây là tác phẩm anh dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết nhất từ trước đến nay. Năm 2022, Trấn Thành từng có buổi công bố dự án Mai. Khi đó, anh giới thiệu nam diễn viên chính Tuấn Trần cùng dàn diễn viên phụ Uyển Ân, Anh Đức, Quốc Khánh. Tuy nhiên, vì sự kỹ lưỡng trong quá trình phát triển kịch bản và chọn nhân vật mà Mai đành nhường chỗ cho Nhà Bà Nữ, bộ phim lập kỷ lục doanh thu 475 tỷ đồng do Trấn Thành làm đạo diễn. Đạo diễn Trấn Thành chia sẻ, quá trình đi tìm Mai vô cùng gian truân, trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn mới có thể gặp được người phù hợp nhất. Phương Anh Đào đối với tôi còn hơn cả một sự lựa chọn. Định mệnh giúp chúng tôi gặp nhau và sự thể hiện của cô ấy ngay từ lần casting đầu tiên đã khiến tôi tin rằng Mai phải là Phương Anh Đào. Phương Anh Đào tài năng, đa dạng trong cách diễn xuất và thực sự có một nội tâm sâu sắc, chân thật. Trước đó, Phương Anh Đào từng thể hiện thành công các vai diễn trong phim như Cho Tàn Rực Rỡ 2022, Bằng Chứng Vô Hình 2020, Chàng Vợ Của Em 2018. Theo đạo diễn Trấn Thành, Mai sẽ khai thác một con người mới cùng nội tâm sâu thẳm mà khán giả chưa từng thấy ở Phương Anh Đào trước đây. Tiếp tục chinh phục đề tài về người phụ nữ, Trấn Thành bày tỏ, tôi muốn làm một tác phẩm để mọi người có thể xem, cảm nhận và trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình nhiều hơn. Nhà Bà Nữ và Mai là hai thế giới khác nhau về góc độ nghệ thuật cũng như câu chuyện và cả nội tâm từng nhân vật. Ở Nhà Bà Nữ là những người phụ nữ chịu tổn thương nhưng lại tổn thương người khác. Còn ở Mai, tuy vẫn chịu tổn thương nhưng cách người phụ nữ đối diện, lựa chọn lại hoàn toàn khác. Mai là bộ phim điện ảnh thứ 3 trong sự nghiệp đạo diễn của Trấn Thành. Với Bố Già, anh đảm nhận vai trò đồng đạo diễn và diễn xuất vai Ba Sang, tác phẩm thu về 426 tỷ đồng, trở thành phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào năm 2021. Tới năm 2023, Trấn Thành tự phá vỡ kỷ lục của mình với Nhà Bà Nữ, phim do anh độc lập làm đạo diễn và kiêm cả vai Phú Nhuận đã vượt Bố Già để giữ vị trí top 1 doanh thu phim Việt mọi thời đại khi đạt doanh thu 475 tỷ đồng. Tác phẩm là dự án tiếp theo Trấn Thành đầu sản xuất sau Đất Rừng Phương Nam. Nhiều diễn viên khác trong Bố Già, Nhà Bà Nữ cũng trở lại với phim Mai như Uyển Ân, Ngọc Dầu, Việt Anh, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Khả Như. Trấn Thành góp mặt với vai nhỏ. Đạo diễn cho biết, không phải tôi thiếu tự tin, sợ làm việc với người mới, mà tôi hiểu được tố chất của các diễn viên từng hợp tác. Đa số đạo diễn thường mời người quen vì thỏa mãn yêu cầu của họ trong công việc, tôi cũng vậy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.